Một thiết kế áo dài dạ hội và đó là cực kỳ hot nhất của nhà em luôn đây các chị mình ơi. Tông màu em đang mặc trên người sẽ là tông màu cam, một cái gam màu cam đào cực kỳ ngọt ngào cho các chị mình luôn ha. Chị nào mình yêu thích một cái tông màu trẻ trung, nhẹ nhàng, không quá kén da hay là kén dáng thì các chị tham khảo cho em cái màu cam này nhé. Em có đầy đủ cho mình 5 size từ 45kg cho tới 75kg mặc vừa. Mã là D20074 và mẫu này thì thiết kế bên trong em sẽ lót chân váy màu vàng, không phải là chân váy màu cam nhé. Chị nào mình yêu thích màu sắc phối như thế này thì các chị tham khảo cái mã 074 này của nhà em nha. Chất liệu là lụa tầm ý, mềm, mịn mát và có độ co giãn nhẹ cho mình luôn. Tà áo em sẽ lên cho mình là dáng tà dài truyền thống, mặc lên cực kỳ thướt tha và cực kỳ tôn dáng cho các chị. Và đặc biệt nữa là phần thiết kế chân váy sẽ giúp cho các chị mình mặc lên nhìn cảm giác phần hông của mình đầy đặn hơn nè và không bị lộ bụng dưới nha. Em sẽ có đầy đủ cho mình là 7 tông màu cho mã thiết kế này. Chị nào mình yêu thích ngọt ngào, nhẹ nhàng mà không kém phần trẻ trung thì các chị chốt cho em cái gam màu cam này ha. Để lại giúp em số điện thoại kèm mã sản phẩm để được tư vấn kỹ hơn nha.